Có chủ chơi chiều dữ nay máu chủ chuột nhá. Rồi rồi nhá. Mình một cô mấy hột lúa đó bảo thì thêm bướm mà xuống thì nặng. Nhiều nhiều thì chủ tâm lý này. Anh thì mua chè điển, anh thì mua chè bạc, anh thì mua bỏng lệnh này mà từng tỉnh ngày cuộc cảnh không ai chỉ thật thôi mà lại nó dùng mà thật dục nặng với tất cả mình làm nó lẻ thật liệt thế đấy, dùng cái mực đấy là mực bảy là tủ nó khai để cho cái cha ăn vậy được là đặt đấy cho cái cha nó bao cảnh nó thôi tỉnh được thế mực bảy được như thế mà tưởng cái cặp cổ tái cho nó quăn nên là tưởng cái là thì cả cha ông ba trưởng đấy là toàn là mặn vậy ra chứ này tá mở sánh bậc vậy nó trưởng đấy ông ba nó toàn là mặn vậy chứ này mình thấy cô quan bậc vậy nó chỉ bình thường bậc vậy trục lũ được không ảnh hưởng cả mà nó để mà trục cái đây đây mà về đây đứa luôn cấm đấy này chắc phải nói đấy không cấm rồi đừng quá mà mình làm lửa ra đây này xấu thì ăn này chứ thôi mà đi nắm đi rồi chứ sang năm mình lỡ bà phụ nữa mai mưa nó ngã nhảy lộ nó bị xấu nó phụ không được cháy thật rồi đó cuối cùng không lắc xấu như thế người ta bay thế này bay ăn kéo bần luôn này như thế này thờ phun ba cái này đi gì không phải phun gì chứ bác không thầy để kỳ sau này mà phượng truyền để nó bạc mà nó cục ra hả nắm sao mà lộ ra rồi nhá mà vật bung trọng mà hái phân rồi mà ba này thối của múa thủ phun máy ra được mà cuối cùng ba phun mà nó được sọc với phần cảm đó bên đây để là không phun là được còn làm rồi lại lại thì đó cho nên là chị em cho đến nay tâm lý nó thoải mái cũng được anh Nguyễn á mà thế tuổi tôi tuổi thân tôi chính trời đâu thôi chị gắn vậy này từ giờ đến mình nghe lời trung trường người ta bảo là mình tám nghe được tá trọng trung trường là đúng rồi tá trọng trung trường nên là anh vẫn lóa bảy lần đi ừ lóa ba lần rồi nên là đó anh chơi chơi trung trường là sáu lần hàng năm đó hàng năm mà lửa của cái ca được thắm thì là anh loa đi loa lại
ba lần này ba lần này không chỉ bằng là khi mà được thông tin của xã với của xóm thì tất cả anh em ta đều là phải tập trung mà theo dõi mà nghe mà thực hiện nhá. À thôi ơi, xem video mai em về được ngay. Thôi em về nha. Xem video này nếu mà hay thì rất mong mọi người và các bạn cho anh em Thu Hoàng một chia sẻ, một like và đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất, hài hước nhất của anh em Thu Hoàng mọi người và các bạn nha. Cảm ơn nha, cảm ơn cả nhà nha.